Sau thời gian dài nắng hạn, trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa, góp phần giảm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và bổ sung nước tưới cho cây trồng đang bị hạn của Phú Yên. Mưa lớn kéo dài gần 1 giờ trên diện rộng giúp thời tiết giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Cây trồng các loại nhờ đó cũng được giải hạn. Ngoài ra, mưa cũng giúp hàng nghìn hecta rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, giảm nguy cơ cháy, đặc biệt tại các huyện miền núi như Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, cơn mưa vàng đã cứu nhiều diện tích sắn, mía, keo của bà con nông dân khỏi tình trạng khô cháy.